Mạnh Dũng và Lan Hương xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình Mua Sắm TV Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho quý vị và các bạn một sản phẩm hết sức quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ. Với chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ thì quý vị có thể nấu được rất nhiều những món ăn khác nhau như là hấp, hầm và luộc các loại thực phẩm. Không chỉ có vậy đâu, chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ còn có một chức năng vô cùng tiện ích trong mùa hè nóng nực như thế này. Chúng có thể tạo ra những cốc sữa chua hết sức thơm ngon, mát lạnh và đầy chất dinh dưỡng và dành cho cả gia đình bạn thưởng thức. Điều đặc biệt là khi mua sản phẩm qua kênh truyền hình Mua Sắm TV Shopping thì chiếc nồi hấp đa năng và tiện ích như thế này có giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 1.250.000 đồng mà thôi. Điều quan trọng hơn là quý vị sẽ được khuyến mại một chiếc bình đun sôi siêu tốc có giá là 350.000 đồng. Nồi hấp đa năng Trường Thọ nấu được đa dạng món ăn, hầm, hấp, kho, có thể làm được sữa chua. Chất liệu nhựa nguyên sinh tuyệt đối an toàn, phương thức cách thủy làm nóng, hấp, hầm phòng kín, không làm mất đi thành phần dinh dưỡng của thức ăn, thao tác dễ dàng, thiết kế sang trọng đẳng cấp. Nồi hấp đa năng Trường Thọ được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người sử dụng. Thiết kế với bộ phận điện tử hiện đại, nồi hấp đa năng sử dụng công nghệ tần số điện tử, tần số được thiết kế theo nhu cầu người sử dụng, nấu nhanh, nấu chậm, nấu vừa đều có thể tự điều chỉnh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng mùi vị của món ăn. Phương thức cách thủy làm nóng, hấp, hầm phòng kín, không làm mất đi thành phần dinh dưỡng của thức ăn. Nắp nồi hấp và khay nồi hấp trong suốt bằng chất liệu PC, trực tiếp quan sát quá trình hấp, hầm, thuận tiện quan sát quá trình làm việc. Với chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ thì quý vị có thể chế biến được rất nhiều những món ăn khác nhau đúng không nào? Và ngay trước mặt Mạnh Dũng đây chính là món gà hấp. Quý vị có thể quan sát thấy là món gà hấp của chúng ta chín đều từ trong ra ngoài, thịt hết sức săn chắc, giữ được độ ngon ngọt đồng thời không bị mất đi chất dinh dưỡng. Và khi nhìn thấy hình ảnh này thì chắc chắn nhiều bà nội trợ đang ao ước có được chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ này phải không ạ? Với chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ thì quý vị còn có thể hấp được cả rau nữa. Và như bình thường thì chúng ta sẽ hay luộc hoặc là xào rau đúng không nào? Tuy nhiên là cách làm như vậy thì sẽ làm mất chất dinh dưỡng của rau rất là nhiều. Với cách như thế này thì chúng ta sẽ được đảm bảo chất dinh dưỡng trong rau trong việc là ăn rau hấp. Chất dinh dưỡng sẽ được đảm bảo tuyệt đối khi quý vị và các bạn ăn rau hấp. Đây chính là lời khuyên từ những chuyên gia ẩm thực. Đây quý vị hãy quan sát thành phẩm của chúng ta, rau củ vẫn giữ nguyên được màu sắc, chín đều và đặc biệt là nhìn trông rất tươi ngon. Chưa hết đâu, chúng ta còn có thể hấp được cả trứng và bánh bao nữa. Ngoài chức năng hầm hấp thì chiếc nồi này của chúng ta còn có tác dụng là giữ ấm thực phẩm. Và điều đặc biệt mà Lan Hương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc nồi đất Trường Thọ còn có thể giúp chúng ta kho cá theo phương thức xưa. Đó là sự kết hợp của phương pháp truyền thống và hiện đại một cách hoàn hảo. Và quý vị có thể quan sát thấy là cá rất là nhừ, chín, thơm ngon và màu sắc cực kỳ bắt mắt. Và để nấu được một món cá kho thơm ngon đến như vậy thì chúng ta phải thầm cảm ơn đến nồi hấp đa năng Trường Thọ. Vậy thì các chị em phụ nữ hãy nhanh tay sở hữu chiếc nồi này để làm cho những người thân trong gia đình những món hầm hay là kho thật là tuyệt vời nhất. Và chưa hết đâu nhé, một ly sữa chua thơm ngon mát lạnh sẽ cung cấp thật là nhiều chất dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta cảm giác rất là sảng khoái trong mùa hè nóng nực như thế này. Và đây cũng chính là món quà hết sức ý nghĩa mà nồi hấp đa năng Trường Thọ mang đến cho chúng ta trong mùa hè nóng nực và oi bức như thế này. Qua những món ăn mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đến quý vị cùng với nồi hấp đa năng Trường Thọ thì có thể thay thế được một chiếc nồi hầm, hấp, kho hay là máy làm sữa chua, trong khi tổng giá trị của những sản phẩm đó có thể lên đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên khi quý vị mua chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ này của chúng tôi thì quý vị chỉ phải chi trả một khoản tiền nho nhỏ là 1.250.000 đồng và quý vị còn được khuyến mại thêm một ấm đun nước siêu tốc có trị giá là 350.000 đồng nữa. Và điều đặc biệt đó chính là với thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt như thế này thì quý vị có thể bày biện chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ của chúng tôi ở gian bếp của mình mà không hề bị tốn diện tích một chút nào. Và số lượng sản phẩm cũng như quà khuyến mại chỉ có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến cho chúng tôi qua hai số điện thoại quen thuộc, đó chính là 0462858585 và 0902200999 để làm 100 khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm cũng như quà khuyến mãi từ nhà sản xuất nhé. Ngoài chiếc nồi hấp đa năng Trường Thọ thì ngày hôm nay, TV Shopping muốn được giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc ấm sắc thuốc tự động Trường Thọ.
Ấm sắc thuốc tự động Trường Thọ do công ty Bình An sản xuất và được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp và đã đạt tiêu chuẩn chất lượng của Tổng cục Đo lường Việt Nam. Điều này đảm bảo là sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nguyên liệu để làm nên chiếc ấm này được bắt nguồn từ làng nghề gốm sứ Bát Tràng cổ truyền, kết hợp với phương pháp sản xuất tiên tiến hiện đại của Hàn Quốc. Quý vị đã nhớ hai số điện thoại quen thuộc của chúng tôi chưa? Đó chính là 0462858585 và 0902200999 để được sở hữu sản phẩm và những phần quà hấp dẫn.